Hello, xin chào các cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh uh, du lịch của Thành Lê nhé. Bữa nay thì mình xin thời sự với mọi người một chủ đề nóng bỏng khác đó là chủ đề uh, tổng thống bị uh, đảng tổng thống Trump bị đảng uh, hoa dân chủ chính xác là những bài báo thân đảng dân chủ chẳng hạn như CNN, MSNBC, CNBC, CBS đưa liên tục đưa tin nói xấu tổng thống Trump về cái vụ việc mà tổng thống cho Trump đã sa thải hai người nhân chứng một kích đó là ông Alexander ông trung tá Alexander Winman với ông đại sứ Mỹ qua Liên minh châu là ông Gordon Sunland là hai người vừa bị tổng thống Trump sa thải thành ra là bên phía đảng dân chủ cũng như các bài báo mà thân đảng dân chủ CNN rồi đó à MSNBC rồi đó là coi như là đưa cái tin đó liên tục ngày đêm để mà chi mục đích là để uh, bôi nhỏ thôi thanh danh tổng thống Trump có tạo ra một cái uh, lối suy nghĩ là tổng thống Trump trả thù cá nhân à, là một hành động của một nhà, uh, 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 tổng thống lạm quyền vân 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 vâng. nhưng mà trước khi mình đi vào sâu vào câu chuyện đó thì hy vọng mọi người có thể bấm chuông subscribe cũng như là like and share để cho kênh của mình ngày càng phát triển hơn nhé kênh của mình thì có hai chủ đề thôi đó là thời sự du lịch cũng như là thời sự về du lịch thời sự ở trên nước mỹ thôi còn du lịch thì có thể đi khắp thế giới mình đi đến đâu mình sẽ chia sẻ đến đó ok quay trở lại uh, chủ đề thì tổng thống trump như mọi người biết là một người tổng thống vừa được bị vừa bị luận tội cũng như là vừa được chắc ngán luôn kể như là từ lúc mà tổng thống trump uh, lên đắc cử tổng thống mỹ thì khi đó đó là coi như đảng dân chủ đã muốn luận tội tổng thống trump rồi à. đảng thân dấu cho kể như là tại vì đảng dân chủ trước tiên á, là ngay từ lúc tổng thống trump đi tranh cử là đảng dân chủ lên rất là tỏ thái độ là không ưa gì tổng thống trump hết rồi thành ra và cũng không ai nghĩ là bên phía đảng dân chủ cũng không ngờ tưởng tượng ra là bà clinton sẽ thua nữa thành ra sau khi mà tổng thống trump thắng cử là lập tức là bên phía đảng dân chủ có rất nhiều dân biểu thượng nghị sĩ nếu mọi người uh, google ra mấy cái thông tin của ba năm gì trước mọi người sẽ thấy là bên phía đảng dân chủ có rất nhiều dân biểu thượng nghị sĩ đã gọi phải gọi là công khai mà mà tỏ thái độ muốn luận tội tổng thống trump ngay lúc đó luôn rồi à, nhưng mà họ dĩ nhiên là lúc đó đảng cộng hòa đang chiếm quyền kiểm soát của quốc hội thành ra họ họ chưa có đủ phiếu để mà họ, họ luận tội tổng thống trump hết á xong rồi vào năm ngoái vào tháng mùa hè năm ngoái à, cái cái người mà whistleblower tức là cái người mà gọi là có thể gọi là một người nạp danh người ta báo tin cho bên phía đảng dân chủ biết à, cho bên phía hội đồng tình báo của hạ viện đảng dân chủ biết là tổng thống trump vừa gây áp lực cho phía ukraine điều tra cha con nhà biden bằng cách là đóng băng số tiền ngân sách viện trợ mà quốc hội đã phê duyệt viện trợ cho ukraine số tiền 400 triệu đô mà ukraine đang rất là cần để mà tự vệ đó thành ra ngay lập tức là bên phía đảng dân chủ họ chỉ chờ có cái cớ đó thôi và họ đã lập tức mở cuộc điều tra để mà điều tra uh, câu chuyện uh, tổng thống Trump uh, phải gọi là lạm dụng chức quyền để mà họ tư lệ đó, Cái đó là cái phía đảng chủ họ cáo buộc tổng thống Trump như vậy đó Sau đó là họ triệu tập những nhân chứng, một số nhân chứng bên phía tổng thống Trump để mà uh, ra điều trần Trong đó họ đều triệu uh, tập đó. ông John Bolton, rất là người mà À, nhân chứng mục đích uh, kích cụ an ninh quốc gia đó mà hôm bữa thường diện uh, không cho ra điều trần á chiều tập uh, ông đó ra uh, bên phía chính quyền ông Trump lại lại tại cái đó là tại bên ngành hành pháp của Mỹ bên ngành uh, uh, bên phía tổng thống kiểm soát á thì họ có có cái đặc quyền là mọi thông tin uh, trao đổi giữa các tổng thống và các uh, hội đồng bộ trưởng uh, cố vấn đều đó đều được bảo mật hết ngon À, tổng thống Trump không cho người đó ra làm nhân chứng một cách cũng như là họ bên phía đảng dân chủ triệu tập ông uh, uh, Mick Mulvaney tức là một ông uh, phát ngôn uh, hiện giờ là phát ngôn uh, của nhà trắng cũng uh, chặn lại không ra và đảng dân chủ cũng triệu tập luôn là ông uh, Mike uh, Pompeo, Pempo. <laughs> à. Đại khái là ông uh, ngoại trưởng Mỹ nhưng mà ông đó cũng uh, bị uh, phía tổng thống Trump chặn lại không ra không ra làm những chứng một kích thành ra là sau đó đảng Dân chủ đã triệu tập những người khác à, cũng như là ông uh, Bill là là một người đại sứ uh, qua ukraine ha. ông uh, Gordon sam là đại sứ qua liên minh châu ông uh, trung tá alexander uh, winman là một người uh, trong hội đồng an ninh quốc gia của tổng thống trump cũng như là một một trong những người đã uh, có trong phòng lúc mà tổng thống trump gọi điện thoại nói chuyện với tổng thống ukraine cái sau đó là họ cũng triệu tập luôn là ông Morrison. Morrison tức là... Chứ không, triệu tập luôn một bà đại sứ Mỹ qua Ukraine mà bị sa thải trước đó là bà Yvonnevich. à Cái như là triệu tập luôn bà đó. Sau đó là triệu tập luôn ông Morrison tức là một người đại sứ lâm thời thay thế bà Yvonnevich. đó Và những cái người đó, đó là vậy gọi có thể sau khi những người đó ra điều trần thì những những người đó đều là có kể thì về những thông tin mà liên quan tới cuộc điện thoại gây áp lực của Tổng thống Trump với ông uh, Tổng thống Ukraine đó và đặc biệt là trong uh, trong số người dẫn chứng đó thì có ông Winman là ông trung tá Winman đó thì ông kể là Tổng thống Trump đã gây áp lực cho phía Ukraine vậy đó để mà đạt được tư lợi cá nhân còn ông uh, Gordon Sam là ông đại sứ qua Liên minh châu Âu Thì ông đó ông là xác minh với Hạ viện là Tổng thống Trump không? Đã làm quyền, đã, đã dùng áp lực là Đã dùng cái số tiền mà quốc hội đã phê duyệt để diện trợ cho Ukraine á Để mà gây áp lực với Ukraine phải điều tra Cha uh, con nhà họ Biden Đó Thành ra là hai người đó là nhân chức một kích và dĩ nhiên là sau đó nữa là vì sau đó là đảng dân chủ họ đã bắt đầu tại vì họ nắm đa số, thành ra họ kiểm soát hạ viện, thành ra là sau đó họ đã bỏ phiếu luận tội tổng thống trump và và như mọi người đã thấy thì đầu tháng giêng uh, vừa rồi đã, là tổng thống trump đã được uh, xét xử uh, xét xử bãi nhiệm trên thượng viện nhưng mà dĩ nhiên để mà bãi nhiệm tổng thống trump thì đó là chuyện không thể nào tại vì để mà bãi nhiệm tổng thống phải cần 2/3 thượng nghị sĩ ủng hộ thì mới được ha. Và như mọi người đã biết kết quả hồi thứ tư vừa rồi, đó là tổng thống Trump đã được chắn án sau khi mà thượng viện đã có trên 51 phiếu chống 51 phiếu không ủng hộ bãi nhiệm tổng thống Trump. Đó, thành ra là tổng thống Trump được chắn án. Và sau đó những và sau đó sau đó nữa là qua ngày hôm sau là tổng thống trump ông mới phát trước đó một ngày là tổng thống trump ông phát biểu liên bang ở trước hạ viện ở trước cái house chamber Và sau đó là thêm một vụ xích mích giữa tổng thống trump với bà nancy pelosi Và sau đó là bà bé bà xé cái miếng cái bản copy thông điệp liên bang mà mọi người đều thấy trên tivi đó là thêm một vụ xích mích nhưng mà bỏ qua chuyện đó cái qua ngày hôm sau khi mà tổng thống trump được trắng án dĩ nhiên ông có có một vài bài phát biểu trước uh, giống như là cuộc họp báo ở ngoài đưa ngoài trời vậy đó đại khái là tổng thống Trump đã khoe là ông vừa được chấn án và mọi kế hoạch âm mưu của bên phía đảng dân chủ đã bị lật đổ. Ông hy vọng là sẽ không có tổng thống nào phải trải qua một cuộc gọi là lượng tội phi lý như ông nữa vân vân và sau đó nữa là đảng tổng thống Trump kể như là như mọi người thấy thì tổng thống Trump lập tức sa thải hai người nhân chứng một cách đó bên phía bên uh, hội đồng an ninh quốc gia cũng như là ông uh, đại sứ Mỹ qua liên minh châu Âu đó cái đầu đảng như chủ nữa và đảng gia chủ ngay là, tại vì luận tội tổng thống Trump đã bị thất bại cho nên đảng như chủ đâu ngay lập tức chớp lấy thời cơ đó để mà đưa tin liên tục là tổng thống Trump đã có một hành uh, hành động trả thù cá nhân kể như là một bên phía các bài báo thân đảng dân chủ họ gọi đó là một cuộc gọi là thanh chừng ngày thứ sáu tại vì hai người đó hai người nhân chứng đã bị sa thải vào ngày thứ sáu và họ bị trả thù cá nhân tại vì họ đã làm chứng chống lại tổng thống trump họ đã nói lên sự thật chống lại tổng thống trump cái đó là cái phía mà đảng dân chủ họ đưa tin như vậy đó. đó nhưng mà cái mục đích quá rõ gàng ở đây là tổng thống trump chỉ nhiên là tổng thống Trump xả người đó nhưng mà trước tiên là hai người đó nếu giống như là nội gián vậy đó tại vì họ hoàn toàn có quyền không ra làm nhân chứng một kích khi mà đảng dân chủ triệu tập họ nhưng mà họ đã chọn ra làm chứng thứ hai nữa là gì họ bây giờ thì dĩ nhiên họ không có còn được lòng tin của tổng thống trump nữa thì họ giống như là nội gián vậy đó thì tổng thống trump không thể nào mà giữ họ lại làm việc bên cạnh được đặc biệt là bên trong hội đồng an ninh quốc gia những cái thông tin mặt nhạy cảm những cuộc nó nói chuyện nhạy cảm với các nguyên thủ quốc gia khác thì đó là chuyện nó không hợp lý lắm thành ra cái bước cái đường đi của tổng thống trump để mà xa thải hai người đó thì cũng là việc dễ hiểu thôi dĩ nhiên là nó có hơi nhanh một chút nhưng mà cái đó là cái chuyện sớm muộn thôi nhưng mà đảng dân chủ cái đáng nói đây là đảng dân chủ đã chấp thời cơ đó để mà gọi là biêu xấu tổng thống Trump. tại vì lẫn tội không được thì dĩ nhiên cách còn lại hiệu quả và duy nhất đó là gì đó là đi nói xấu tổng thống Trump. tại vì năm nay là tổng thống trong người ta đang ông đang vận động tái tranh cử mà bầu cử tổng thống mỹ diễn ra tháng 11 bây giờ thì bên phía đảng dân chủ đang tranh giành tấm vé mà ra đại diện đảng dân chủ để mà đấu với tổng thống Trump. thành ra bất cứ thông tin nào mà bắt lợi cho, đối với tổng thống Trump từ đây cho tới bầu cử hay là từ đây cho tới khi nào cũng hết như, À, làm tổng thống nữa thì đảng như chủ các bài báo mà thân đảng như chủ cnn msnbc cnbc cbs rồi nó sẽ đưa tin ngày đêm hết thôi mình muốn chia sẻ với mọi người một số thông tin thú vị đó thôi hy vọng mọi người có thể thích và subscribe like và share giùm mình nhé thank you bye bye down. cảm ơn mọi người đã lắng nghe mình thời sự nó vậy nhé thank you bye bye